Hôm nay ngày 17 tháng 5, xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ 15 ngày một lần. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới trung bình 15 ngày qua giảm, giá xăng dầu trong nước được kỳ vọng cũng sẽ giảm theo. Cụ thể, giá xăng RON 92, xăng nền để pha chế xăng E5 ở mức 75,5 đô la Mỹ một thùng, giảm tới 5 đô la Mỹ so với mức giá để tính toán điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày mùng 2 tháng 5. Xăng RON 95 ở mức trung bình trên 77 đô la Mỹ một thùng giảm khoảng 5 đô la Mỹ một thùng so với kỳ trước. Đây là các mức giá giảm khá mạnh của giá xăng trên thị trường Singapore. Còn tại nước ta, nếu cơ quan quản lý trích và giữ nguyên mức xả quỹ bình ổn, thì giá xăng cũng có thể giảm từ 600 đến 800 đồng một lít, còn dầu khoảng 200 đồng. Ngược lại, nếu nhà điều hành tiếp tục trích và chỉ sử dụng quỹ bình ổn theo tỷ lệ 50-50, tức là vừa chi quỹ vừa giảm giá, thì giá xăng có thể giảm nhẹ khoảng từ 300 đến 400 đồng một lít. Trong kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày mùng 2 tháng 5, mặt hàng xăng E5 Zone 92 tăng 985 đồng một lít, xăng Zone 95 3 tăng 956 đồng một lít, dầu Diazen 0,05S tăng 311 đồng một lít, dầu hỏa tăng 363 đồng một lít và dầu ma rút 3.5S tăng 385 đồng 1 kg. Sau khi điều chỉnh, xăng E5 Zone 92 có mức trần mới là 20.688 đồng một lít,